Hello, xin chào anh em. Hôm nay thì giới thiệu cho mọi người đến cái chuồng dế của mình. Nếu mà bạn nào hay coi video của mình á, thì biết là mình có nuôi hai con kỳ tôm. Đấy, thì mình nuôi mấy con dế này á, để cho nó sinh sản rồi cho kỳ tôm nó ăn luôn. Này, mình mới ngắt ít cỏ vào cho chúng nó ăn này. Đơn giản lắm, nuôi bọn này đơn giản lắm. Thấy không? Đó, nó đang ăn cái lá kìa. Để rung bự lên cho anh em coi nhé. Đấy. Chắc ở thành phố thì đa số anh em không biết đến con dế này đâu đúng không? Đây nhá, để lấy thử một cái lá con này đang ăn cho anh em coi này. Đây này, có con này đang ăn này. Đấy. Ồ, sao đến... À đây, 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 đấy. Thấy không? Thấy con dế đang ăn không anh em? Đấy, để mình quay chi tiết sát vào cho anh em coi nhé. Nên 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 à. Đúng rồi. Đấy. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ta quay đi cho mọi người coi coi. Anh em nghe phía dưới dế nó gáy không? Này. Đấy, không răng nó sắc ha. Cái lá, cái thân lá dày như vậy mà nó cắn ngoạp ngoạp cái là coi như là đứt luôn. Ghê thật đi chứ. Theo mình được biết thôi nhá. Theo mình được biết thì con này là một con dế cái này. Các bạn nhìn thấy ở phần đít của nó có ba cái đuôi thò ra không? Đây này. Cái màu đen á, cái ngay đầu ngón tay mình màu đen á. Cái con cái đó là gọi là sao ta? Giống như là một cái để nó sinh sản đó anh em. Thường thường á thì hôm trước mình có quay một cái video thì cũng liên quan đến dế này. Cái tên video đó là đi mua dế về cho kỳ tôm ăn. Đó, thì mình có quay đến cái cảnh mà mấy con dế cái nó sinh sản á, thì nó sẽ dùng cái vòi đó đó. Đây này, cái vòi màu đen á, nó cắm xuống cái đất. Mình sẽ làm một cái chậu đất á, sau đó nó cắm xuống dưới đất và nó đẻ trứng vào đó. Và sau một thời gian á, thì nó sẽ nở thành con. Đấy. Rồi anh em để ý ở cái phần chân nó này. Phần chân á, thấy gai nhiều không? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ủa, nói chung nhiều lắm. Cái phần đùi, dưới đùi nó, cái chân dưới đùi này này. Quá trời là cái gai gai luôn. Cái đó rất là sắc luôn á. Rồi. Có vẻ như mình quay nó mất tự nhiên ra nó không dám ăn. Anh em nhìn như vậy không phải mình zoom lên đâu mà mình quay rất là sát con dế, đâm ra có thể là nó đang thẹn thùng đấy. Nó được lên YouTube đâm ra nó hơi hơi thẹn thùng một chút. Còn đây phía dưới này. Đấy. Phía dưới này rất là nhiều dế. Mà mấy con dế này mình không thấy nó ăn mấy, hình như nó chưa có đói sao á. Để mình đặt phía dưới cho anh em coi còn nhiều dế lắm. Nhiều lắm. Đây này. Đấy, thấy không? Phía dưới này mới nhiều này. Úi, thấy chưa? Một đống dế luôn. Cũng chia sẻ thật là mấy con dế này mình nuôi á, thứ nhất là mình cũng thích thích nuôi động vật. Thì các bạn biết đó, cái kênh của mình chủ yếu là về động vật này nhiều. Săn bắt mà. Rồi mình cũng kết hợp để cho hai con kỳ tôm ăn á. Thì bây giờ mình sẽ bắt thử vài con cho kỳ tôm ăn cho các bạn coi nữa nhé. Tại vì đây này, ví dụ như con này. Đấy. Ví dụ như con này này. Đây đây, ví dụ như con này, các bạn nhìn cái cánh đó này. Con này nó già, nếu mà mình không bắt nó cho kỳ tôm ăn ấy, thì vài ngày nó tự động nó chết à. Nha, đây này, đấy. Nó già quá rồi. Đâm ra mình sẽ bắt con này ra cho hai con kỳ tôm ăn nhé. Vậy thôi. Đây mình đang phơi nắng với hai con kỳ tôm này. Đây anh em. Ui. Đấy. Ui ôi. Đây. Mình có một cái chậu nước xong rồi mình thả vô. Anh em nhìn thấy có cái đùi không? Đấy. Cái đùi đó là đùi của một con dế cơm á. Hôm qua mình cho nó ăn á.
Hôm qua mình cho hai anh chị tôm ăn là nó còn sót lại cái đùi á. Này dài không? Nhìn đuôi nó nhá. Từ đây này. Dài tít trong ngoài kia luôn. Mình đo cho anh em coi này. 2 này. 4 này. Ù, nó phải dài hơn 60 cm đấy nha. Mình có một con đực và một con cái. Con đang chạy kìa. Con đấy là con đực đó. Đó. Còn con này là con cái này. Con đực con cái. Con này thì không biết có so sánh với gì nhỉ? Rồng đất Nam ấy không? Thú chơi thú thú cưng của anh em hay chơi ở thành phố á. Con này thì chắc chắn là không đẹp bằng rồi, nhưng mà nó cũng khá là, mình thấy nó khá là ok, khá là đẹp. Thôi, video hôm nay mình chỉ chia sẻ như vậy thôi. Nếu mà anh em thấy thú vị thì đăng ký kênh của mình để coi những video tiếp theo về động vật của mình nhé. Và đừng quên like ủng hộ cho mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình. Bye bye.